Anh chị ơi, một căn nhà sổ hồng riêng ngay ngã ba Tân Kim thì tìm đâu ra hả? Hôm nay Lộc Nguyễn báo cho quý anh chị một tin vui là Lộc Nguyễn đã tìm ra một cái căn nhà sổ hồng riêng, diện tích ngang 5, dài 15 mét ngay khu vực ngã ba Tân Kim, và Lộc Nguyễn sẽ báo đầu video cho quý anh chị ha. 1 tỷ 150 triệu nha quý anh chị, một căn nhà sổ hồng riêng, quý anh chị nhớ ha. Và đây là một căn nhà để đáng để cho quý anh chị tham quan, và cái diện tích á, là ngang 5, sâu vào là 15 mét nha quý anh chị. Đường xá rộng rãi, nó chỉ cách cái đường tập đoàn 2 là đường nhựa quý anh chị chỉ tầm khoảng 200 mét thôi, và đường trước nhà chúng ta là rộng 2 mét nha. Hệ thống cống rãnh rõ ràng rồi, nên ở đây tuyệt đối là sẽ không có bị ngập nước nha quý anh chị. Khu dân cư ở trong đây thì đường nhà cửa cũng rất là đông, nhà cửa san sát nhau rồi, và hiện tại cái điện ở đây là chúng ta xài là điện nhà nước ha quý anh chị ha. Đây, một cái cửa kéo rất là chắc chắn khi mà chúng ta bước vào bên trong nhà, qua một cái khoảng sân khá là rộng rãi, và sân chúng ta nó cao hơn phía mặt đường nên ở đây tuyệt đối là không có bị ngập nước nha quý anh chị. Khoảng sân này rất là rộng luôn và đã được anh chị chủ làm cái tầng thịt cao ở trên nè, rồi làm một cái bóng đèn ha. Anh chị chủ này á là nhà thì làm kiểu mai á quý anh chị, mai cái thảm á đó, nên đồ đạc để còn hơi bề bộn, nhưng mà khi mà bàn giao nhà cho quý anh chị là sẽ để nhà trống và để lại những cái vật dụng như là một cái bộ ghế sofa nè, thì một lát Lộc Nguyễn sẽ quay bên trong cho quý anh chị xem ha. Khi mà quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng khách thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa. Nhà này hiện tại thì chủ nhà đang ở nha quý anh chị, nên đồ đạc để hơi bề bộn nên quý anh chị thông cảm ạ. Rồi, đây là một cái khoảng không gian phòng khách rất là rộng luôn, siêu rộng. Nhà ngang năm rất là hiếm ngay khu vực là ngã ba Tân Kim nha quý anh chị. Nhà chúng ta thì đi ra ngay bến xe buýt Hưng Long chỉ tầm khoảng 600 mét thôi, rất là gần, nên rất là thích hợp cho quý anh chị làm các quận làm việc ở các quận trung tâm như là quận 7, quận 4, quận 8 đó quý anh chị. Đây, trên tường thì những cái bức tranh thiêu chữ thập nè quý anh chị. Ở đây thì những bức tranh này sẽ được tặng lại hết cho quý anh chị nha. Bên tay trái có một cái bức tranh hình công nè, nhìn rất là đẹp luôn. Chữ phúc nha. Một cái bộ ghế sofa bằng gỗ sẽ được tặng lại cho tất cả quý anh chị ạ. Đây ạ. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xuống khu vực ở dưới phòng ngủ nè. Ở dưới tầng trệt nè quý anh chị, một cái khu vực phòng ngủ siêu rộng nha. Nó rộng khoảng 25 mét vuông á, một cái tủ, một cái giường ngủ nè, giường ngủ này sẽ được tặng lại cho quý anh chị, một cái tủ đựng quần áo bằng gỗ nè, rồi phía bên đây nó một cái bàn trang điểm. Đó, nói chung là tất cả những cái nội thất trong đây sẽ được tặng lại hết cho quý anh chị. Cửa chúng ta là cửa lùa ha. Rồi cái hành lang này là thấy nó rộng khoảng 2 mét nha quý anh chị. Đi xuống khu vực bếp ạ. Wow, một cái khu vực bếp rất là rộng luôn quý anh chị. Thiết kế cho mình là tủ bếp dưới ha, tường ốp gạch rất là cao cho quý anh chị nè. Rồi bên tay trái để một cái tủ lạnh rất là to. Trên tường thì có treo những cái khu vực để chén bát. Đó. Rồi, mời quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ạ. Một cái khoảng không gian phòng vệ sinh chung cho nhà chúng ta, có đầy đủ những cái nội thất cơ bản như là bồn cầu, vòi sen, lavabo ha quý anh chị. Khu vực này để được một cái máy giặt nè, thậm chí để luôn một cái ván để cho chúng ta ngồi ha. Đó, rất là thích nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị ơi, kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn là chuyên review nhà thật, giá thật, nên quý anh chị an tâm khi đi xem nhà với Lộc Nguyễn ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lên khu vực tầng lửng để tham quan căn phòng ngủ phía trên nha quý anh chị. Khu vực cầu thang nó rất là dễ đi nha quý anh chị. Tay vịn được làm bằng sắt hộp với cái tông màu xám ha. Cái khoảng không gian khu vực này á, Lộc thấy là nó rất là rộng nha quý anh chị. Khu vực này anh chị chủ hiện tại là đang bán những cái thảm thế này nè, để tận dụng cái khoảng không gian trống này để chúng ta làm một cái khu vực nhà kho để những cái vật dụng thảm ha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị nhà đông thành viên thì chúng ta tận dụng cái khoảng không gian này để làm một cái không gian phòng ngủ thì cũng khá là hợp lý ha. Tiếp đến, đây là cái căn phòng ngủ siêu rộng của con của anh chị chủ nè quý anh chị, siêu rộng luôn. Đó, khoảng không gian trên đây rất là rộng nha, là một cái nơi để anh chị chủ cho con tận dụng ở đây, thể là một cái nơi ngủ như là một cái nơi học tập nha, rất là rộng luôn, để một cái máy lạnh cho quý anh chị nữa nè. Rồi, khu vực đây nó có một cái rèm cửa, cái rèm để nhìn xuống khu vực ở dưới, khu vực dưới ha. Đó, khu vực phòng khách là một khu vực kính nè. Rồi, một cái rèm kéo lại. Rồi, tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi xuống khu vực tiền trệt, Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết và sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị căn nhà này là bao nhiêu nha. Anh chị ơi, căn nhà này á có cái vị trí là ngay khu vực ngã ba Tân Kim,
nằm trong đi lại cái đường tập đoàn 2 á, chỉ tầm khoảng vài trăm mét thôi. Và đi vô trong nhà chúng ta là đường xá rất là rộng rãi, đi lên các quận trung tâm, quận 8, quận 4, quận 7 chỉ có 30 phút thôi quý anh chị, đâu đó khoảng 12 km ha. Một căn nhà sổ hồng riêng ngang năm, sâu vào á là 15 m, nằm trong cái hướng đông bắc. Sổ hồng riêng nha quý anh chị, sang tên công chứng trong ngày, và giá căn nhà này đầy đủ là 1 tỷ 150 triệu, giá không phát sinh nha quý anh chị, tặng luôn nội thất trong nhà cho quý anh chị luôn, còn gì tuyệt vời hơn ạ. Nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn để chúng ta xuống tham quan căn nhà này thực tế và sở hữu cho gia đình mình ha. Một căn nhà chúng ta ở đông thành viên thì khá là hợp lý ha quý anh chị. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.